Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương trình bậc hai một ẩn và cái cách giải. Thì cái phương trình bậc hai một ẩn á, nó có cái dạng là ax bình cộng bx cộng c bằng 0. X là ẩn, abc là các hệ số, trong đó hệ số a các 0. Thì cái phương trình này gọi là phương trình bậc hai. Bây giờ đến cái cách giải. Để giải cái phương trình bậc hai thì chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể áp dụng cái cách chúng ta được học ở lớp 8, đó là phân tích đa thức thành nhân tử ở cái vế trái, rồi chúng ta cho mỗi nhân tử nó bằng 0 để tìm nghiệm x. Hoặc là chúng ta có thể là tách hoặc thêm bớt các hàng tử ở vế trái để đưa về nhân tử, vân vân. Tuy nhiên những cách đó thì có đôi lúc chúng ta sẽ gặp khó khăn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một cái cách để chúng ta tìm nghiệm của phương trình bậc hai, áp dụng được mọi bài và cũng không khó khăn lắm trong cái việc tính toán. Thì chúng ta sẽ giải dựa theo cái công cụ, đó là công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Thì cái công thức nghiệm của phương trình bậc hai nó cũng đơn giản. Đầu tiên, để giải cái phương trình bậc hai này thì chúng ta tính delta. Tính delta, delta bằng b bình trừ cho 4ac. Chúng ta tính cái này. Nếu delta mà sau khi tính mà kết quả nó là số dương, tức là lớn hơn 0, thì chúng ta sẽ kết luận là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất có công thức là trừ b cộng căn delta chia 2a. Nghiệm thứ hai đó là trừ b trừ căn delta chia 2a. Như vậy chúng ta thấy là hai cái nghiệm này nó cũng gần giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái dấu đằng trước cái căn thôi. Ở đây là cộng căn delta, ở đây là trừ căn delta. Chúng ta có thể đảo thứ tự của hai cái nghiệm này cũng được. Ví dụ như chúng ta cho x1 là trừ b trừ căn delta, chia 2a cũng được. Rồi x2 nó là trừ b cộng căn delta chia 2a cũng được. Cái thứ tự nó không quan trọng. Quan trọng là hai cái nghiệm đó nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cộng căn delta và trừ căn delta thôi. Đó là tình huống delta dương. Nếu delta bằng 0, chúng ta tính delta nếu nó bằng 0 thì chúng ta sẽ kết luận là phương trình có nghiệm kép. Nghiệm kép tức là hai cái nghiệm này kết quả nó giống nhau và chúng ta gom chung thành thành một nghiệm, đó gọi là nghiệm kép. Thì công thức của nghiệm kép là x bằng trừ b
chia cho 2a. Đó là nghiệm kép. Tình huống thứ ba là nếu mà cái delta mà chúng ta tính ra nó là số âm, tức là delta nhỏ hơn 0, thì chúng ta sẽ kết luận là phương trình vô nghiệm. Như vậy để giải cái phương trình bậc 2 dựa vào cái công thức nghiệm thì chúng ta chỉ cần tính cái delta và sau đó chúng ta xem cái kết quả tìm được là dương bằng 0 hay âm là chúng ta sẽ kết luận được phương trình có bao nhiêu nghiệm. Có thể là hai nghiệm phân biệt, có thể là nghiệm kép và cũng có thể là vô nghiệm. Tiếp theo thầy sẽ cho vài ví dụ để chúng ta minh họa cách giải phương trình bậc 2. Bây giờ mình sẽ vào cái ví dụ đầu tiên. Mình sẽ giải cái phương trình là x bình cộng 2x bằng 0. Chúng ta lưu ý ở đây á là đây là cái phương trình bậc 2. Nhưng mà phương trình bậc 2 này chúng ta thấy nè, hệ số A là 1 nè, không có số là âm là 1. Cái hệ số B á là cộng 2 nè. Rồi không có cộng gì hết, tức là cái hệ số C này nó bằng 0. Đó. Ta lưu ý cái hệ số ABC. A là 1, B là cộng 2, C không có cộng gì hết, tức là cộng 0. Khi mà chúng ta gặp một cái phương trình bậc 2 mà C bằng 0 hoặc B bằng 0, hay nói cách khác là khuyết B hoặc là khuyết C đó, tình huống này là C bằng 0 nè. Như vậy chúng ta không cần dùng cái công thức nghiệm để giải, chúng ta có thể tính trực tiếp luôn. Như vậy chúng ta sẽ có là x bình cộng 2x, ở bên trái thì chúng ta sẽ rút x làm thừa số chung. Tại vì cái này x bình tức là x nhân x, x bình là x nhân x. Như vậy chúng ta rút một thừa số x ra thì ở đây còn một thừa số x. Dấu cộng, ghi lại nè, 2x thì chúng ta thấy thừa số x ra ngoài, như vậy còn lại số 2 bằng 0. Như vậy đến đây thì chúng ta sẽ cho mỗi cái nhân tử bằng 0. Ở đây chúng ta có x nhân cho cái ngoặc bằng 0. Điều đó có nghĩa là x bằng 0 hoặc x cộng 2 bằng 0. Cái thừa số x bằng 0 hoặc là cái ngoặc này bằng 0. Như vậy tới đây chúng ta sẽ giải được x bằng 0 hoặc x bằng 2. Vậy chúng ta đã giải được, tìm được nghiệm của cái phương trình đã cho. Kết luận phương trình có hai nghiệm. X bằng 0 và x bằng 2. Chúng ta tiếp tục cái phương trình thứ hai. Chúng ta có là x bình trừ 5 bằng 0. Như vậy chúng ta thấy cái hệ số A, con số đứng trước x bình, A là 1. Ở đây B là 0. Tại vì nó không có cái số hạng, x b là 0 cộng c tức là cộng cho âm 5, như vậy c là âm 5. Như vậy với bài toán này nó cũng rơi vào cái dạng bài toán là khuyết b hoặc là khuyết c, thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ biến đổi trực tiếp luôn. Ở đây chúng ta sẽ có x bình
trừ cho căn 5 tất cả bình bằng 0. Như vậy theo cái hàng đẳng thức số 3 chúng ta có là A bình trừ B bình thì nó sẽ là A trừ B nhân với A cộng B. Đây chính là cái hàng đẳng thức số 3. Như vậy áp dụng vào bài toán này thì chúng ta sẽ có A chính là x nè. Còn cái ngoặc này nó chính là B nè. Như vậy chúng ta sẽ có A trừ B tức là x trừ cho căn 5 nhân với A cộng B tức là x cộng căn 5. Như vậy chúng ta tính được ở đây x trừ căn 5 bằng 0 hoặc x cộng căn 5 bằng 0. Có nghĩa là x bằng căn 5 hoặc là x bằng cái cộng căn 5 chúng ta chuyển với là trừ căn 5. Như vậy chúng ta đã tìm được nghiệm của cái phương trình đề bài cho là nó có hai nghiệm phương trình, có hai nghiệm x bằng căn 5 và x bằng trừ căn 5. Như vậy chúng ta có thể ghi tóm gọn lại là x bằng cộng trừ căn 5. Ngoài ra chúng ta còn có cách trình bày khác ở bài này ngắn gọn hơn chút xíu. Chúng ta có thể trình bày như sau: chúng ta chuyển cái trừ 5 này qua bên với bên phải, trừ 5 chuyển với là cộng 5 và chúng ta tương đương x bằng cộng trừ căn 5. Chúng ta có thể biến đổi nhanh như thế luôn cũng được, và chúng ta cũng kết luận đó là một cách trình bày khác ngắn gọn hơn xuất phát từ cách trình bày phía trên. Chúng ta lưu ý nhé, x bình bằng 5 thì chúng ta sẽ có là x bằng căn 5 hoặc là x bằng trừ căn 5 như chúng ta đã tìm được ở trên. Chúng ta lưu ý là có hai số cộng căn 5 và trừ căn 5 khi thế vào x bình nó đều cho ra là 5. Như vậy chúng ta lưu ý ở đây có hai giá trị nha. Chúng ta tiếp tục ví dụ 3. Phương trình của chúng ta là x bình cộng 1 bằng 0. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy phương trình bậc 2 này nó bị thiếu B. Chúng ta thấy hệ số của x bình là 1, A bằng 1. Và chúng ta có B bằng 0. Còn hệ số C là cộng 1. Như vậy nó khuyết B. Và cái phương trình này chúng ta sẽ biến đổi. Lưu ý là cái x bình nó luôn luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x. Điều này luôn luôn đúng. Không có cái số nào mà bình phương nó âm cả. Cho nên x bình nó luôn luôn là một số không âm, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x. Lớn hơn bằng 0 mà bây giờ chúng ta cộng 2 với cho 1. X bình cộng 1 0
cộng 1. Vậy chúng ta thấy là cả hai bên đều cộng cho cùng một số thì cái dấu bất định thức không thay đổi. 0 cộng 1 tức là 1. Như vậy chúng ta thấy là x bình cộng 1 nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Lý do là chỗ này. Với mọi giá trị của x. Chúng ta thấy với trái là một số luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Thì nó không thể nào mà bằng với 0 được. Cho nên cái x này nó nhận giá trị bao nhiêu thì cái đẳng thức vẫn không xảy ra. Như vậy chúng ta kết luận phương trình này vô nghiệm. Đây là một cái phương trình tương đối là đặc biệt, có thể là hơi khó đối với một số bạn học sinh. Chúng ta lưu ý cái phần này chút xíu. Chúng ta tiếp tục ví dụ 4. Ở đây chúng ta xác định cái hệ số ABC, A bằng 1, B bằng âm 5, trước x là số âm 5, B bằng âm 5. Bên phải x nó chính là C đó, và C là 6. Như vậy để giải một cái phương trình bậc 2 mà ABC đồng thời khác không thì chúng ta sẽ làm như sau. Hay nói cách khác là đầy đủ ABC thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tính delta. Cái delta của chúng ta theo công thức nghiệm nó là B bình trừ 4AC. Như vậy ở đây nó chính là âm 5 tất cả bình trừ 4 nhân A là nhân 1, nhân C là nhân 6. Và chỗ này chúng ta tính ra được là chỗ này là 25, chỗ này là 24, chúng ta tính ra được 1. 1 là một số dương, mà số dương thì chúng ta thấy nó rơi vào cái trường hợp đầu tiên là delta nó dương. Delta dương, như vậy chúng ta sẽ kết luận là phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và cái nghiệm của nó x1 bằng trừ b, tức là trừ của âm 5, trừ b là trừ của âm 5, cộng căn delta, đây cộng căn delta, mà delta chúng ta tính được là 1, như vậy cộng căn delta tức là cộng cho căn 1, chia cho 2 nhân a, 2 nhân a tức là 2 nhân 1, và chỗ này chúng ta tính được là trừ với trừ là cộng, cộng 5 cộng cho căn 1 tức là cộng với 1. 5 cộng 1 là 6, chia 2 là 3. X2 tương tự như vậy, nó chỉ khác cái dấu ở giữa này thôi, một bên cộng một bên trừ, là trừ b trừ căn delta chia 2a. Và chỗ này chúng ta tính toán nó sẽ được là 2. Chúng ta tiếp tục ví dụ thứ 5. Chúng ta có phương trình x bình trừ cho căn 5 nhân x cộng 5 phần 4 bằng 0. Chúng ta cũng xác định hệ số ABC. Trước A không có số, có nghĩa A là 1. Trước cái x là trừ căn 5, như vậy B là trừ căn 5.
bên phải x, toàn bộ nó là c, như vậy c là 5/4. Như vậy chúng ta cũng tính delta. Delta của mình là b bình trừ 4ac. Tức là trừ căn 5 tất cả bình trừ cho 4 nhân a nhân c. Và ở đây chúng ta tính được delta nó ra là 0. Delta bằng 0 thì nó rơi vào cái trường hợp chúng ta đã được học delta bằng 0. Thì chúng ta sẽ kết luận là phương trình có nghiệm kép. Và cái nghiệm kép đó chính là x bằng trừ b chia a trừ b trừ của b là trừ của âm căn 5 chia 2a 2a tức là 2 nhân với 1. Như vậy chúng chỗ này chúng ta tính được nghiệm kép là căn 5/2. Chúng ta tiếp tục ví dụ 6. Chúng ta có phương trình 2x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Và chúng ta xác định hệ số ABC. A là 2, B là 3, C là 2. Và chúng ta vẫn tính delta. Delta của mình là B bình trừ 4AC. Tức là 3 bình trừ cho 4 nhân A nhân C. Ở đây chúng ta tính được delta là âm 7. Âm 7 là số nhỏ hơn 0 và nó rơi vào cái trường hợp thứ ba, delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta kết luận là phương trình vô nghiệm. Có nghĩa là phương trình này không có nghiệm. Chúc các em có nhiều niềm vui trong học tập.